Tối ngày 21 tháng 8, Ngọc Trinh gây choáng trước thông tin khi chi tận 280 triệu đồng để sở hữu một chiếc gương nổi tiếng được rất nhiều ngôi sao đình đám mua trong thời gian gần đây như Bella Hadid, Jisoo của Blackpink, G-Dragon. Không chỉ vậy mà Ngọc Trinh còn tag thẳng tên của thương hiệu sản xuất ra chiếc gương này nhằm thể hiện độ chịu chơi của mình. Thế nhưng chỉ sau 2 ngày chia sẻ hình ảnh trên thì một vài khán giả bắt đầu nghi ngờ rằng cô nàng sử dụng hàng giả vì phần đèn LED có màu sắc hơi lạ, chất liệu bị nhận xét là nhìn kém cao cấp so với bản gốc của nhà sản xuất và loạt ngôi sao thế giới khoe trên mạng xã hội. Netizen cho rằng chiếc gương của Ngọc Trinh giống hệt với gương giả có bán ở trên một trang thương mại điện tử với giá chỉ 15 triệu đồng. Tuy nhiên thì đây chỉ mới dừng lại là phỏng đoán của cư dân mạng bởi gương của hãng này thì có nhiều màu sắc khác nhau, như Jisoo thì có màu tím nhẹ, Bella Hadid thì chọn hồng vàng, còn G-Dragon thì có cả màu vàng cam chói lọi. Netizen nghi ngờ Ngọc Trinh mua gương giả nhưng tác tên thương hiệu như thật. Không ít cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh thường xuyên mua đồ hiệu tiền tỷ nên chiếc gương trăm triệu này cũng là bình thường. Nhưng ở đó thì cũng có một số ý kiến trái chiều khác lại cho rằng trước đây cô hay vướng phải tin đồn mua hàng hiệu giả nên chuyện này cũng rất có thể, mặc dù là cô đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.